Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Vườn Quê của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là một loại cây, đó là cái lá mắc mật, đặc trưng của các món ăn ở tỉnh Lạng Sơn nhé. Lá mắc mật là một loại lá được hái từ cây mắc mật. Cây này có tên gọi khác là hồng bì lúi hay củ khỉ dương tùng, thuộc họ cửu lý hương với tên khoa học. Lá mắc mật thì có màu xanh sẫm, bề mặt lá nhẵn này, căng bóng với lớp mô mỏng ở phía sau. Loại lá này chứa rất là nhiều tinh dầu thơm, thường được dùng để quay hoặc nướng chung với một số món ăn. Những món ăn dậy mùi thơm và hấp dẫn hơn. Lá mắc mật được dùng như là một liệu nguyên liệu trong đông y, mang nhiều lợi ích cho sức khỏe cho con người. Đây là cây mắc mật nhà mình nha các bạn. Nó được xem trồng cạnh cây nhãn nha. Nó rất là cao. Cây này phải cao 2,5 m. Làm gia vị cho các món ăn có tác dụng rất là to lớn. Làm nguyên liệu cho món các món nướng như vịt quay này, lợn quay, gà quay, thịt nướng, cá kho. Tốt cho hệ tiêu hóa. Lá mắc mật có tác dụng tốt đến hệ tiêu hóa, cân bằng hệ vi khuẩn trong đường ruột này, kích thích tiêu hóa, ngăn chặn nhiễm khuẩn đường ruột. Ngoài ra thì lá mắc mật còn để loại bỏ những độc tố dư thừa ra khỏi cơ thể, điều trị các bệnh tiêu hóa như ợ chua hay đầy hơi, khó tiêu. Có tác dụng bảo vệ gan, lợi mật. Lá mắc mật được mua ở đâu và có giá bao nhiêu? Thì hiện tại trên thị trường ấy, lá mắc mật được bán rất nhiều nơi, trong các cửa hàng này, tiện ích này, các trong các khu chợ các bạn, rau này. Bạn có thể mua những cái nguyên liệu, địa chỉ chuyên bán gia vị thức ăn, các cửa hàng bán cây cảnh cũng đều có nha. Lá mắc mật tươi thì thường thì dao động khoảng 120.000 một ký. Lá mắc mật khô sấy bằng phương pháp sấy lạnh vẫn bảo quản được mùi hương, màu sắc, thì giá khoảng dao động khoảng 250 một ký. Đây ạ. Gốc cây đây nha, gốc cây mắc mật nhà mình đây. Cây này trồng cũng được khoảng 5-7 năm rồi nha các bạn. Rất là to. Món gọi là gia vị không thể thiếu của các món nướng nha các bạn. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Ai có biết những cái chia sẻ gì thì có thể comment ở bên dưới giúp nha. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những thông tin hữu ích nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.